Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Vận động viên nói gì. Và ngày hôm nay thì các tay đua đã trải qua một chặng đua không mấy dễ dàng khi mà đường dài 180 km, và bên cạnh đó là còn có rất là nhiều nắng gió ngược từ biển thổi vào, tạo ra rất là nhiều những khó khăn và nhiều thử thách cho các vận động viên. Và bây giờ thì Như Bình xin mời quý vị khán giả hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của các vận động viên sau khi hoàn thành chặng đua ngày hôm nay. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng với chương trình. Chúng ta chờ đợi góc quay này để xác định xem tay đua nào là người về nhất. Là 88 số. Anh xúc động quá, anh không được. Nó không được đúng không? Dùng chiến thắng này thì chọc biển rất là vui, nhưng mà sự cố rất là đáng tiếc. Các cũng đã vì để mà vì tại vì hôm nay là chạy rất là xa, nhưng mà kiệt thì những ngày trước thì đều không có sức để mà về tới đích. Thì hôm nay thì có cơ hội mà đội cũng đã động viên rất là nhiều. Và kiệt cũng muốn cố gắng làm nhiều ở đích, mà cái sự cố khi mà kiểu quá mệt và gió rất là mạnh ở đích, thì sau khi mà coi lại khúc đích thì có lẽ là kiệt đã chiến thắng, nhưng mà sau đó thì sự cố đáng tiếc và đội cũng rất là lo. Chỉ mong là tất cả cuộc đua đều diễn ra tốt đẹp và suôn sẻ, không có nhiều sự cố, và mong là các tay đua sẽ mau hồi phục và không có chấn thương gì nặng để có thể tiếp tục. Rất là vinh dự trong giờ cập nhật một tí về tình hình của đội với Peter. Bây giờ đội cũng đang buồn, mà Peter bây giờ đang ở trong bệnh viện, đang bác sĩ đang coi vết thương, mà nãy giờ cũng liên lạc với chú Liêm, mà chú Liêm cũng lu bu trọng, cũng chưa có biết tình hình sao, nhưng mà nãy về thấy trên xe cứu thương thì thấy Peter có bị lát chút đỉnh ở giò dưới bên đây. Chú có một lời nhắn gửi đến với các bạn vận động viên, cũng như là một lời chúc cho các bạn để ngày mai các bạn có thể có lại tâm trạng thi đấu thoải mái. Cũng rất là lo, mong rằng Peter sẽ không bị gì. Mong Peter sẽ mau hồi phục. Mấy bạn động viên khác cũng tiếp tục những trận hoàn thành tốt, những trận cuối cùng của giải. Dạ, áp lực quá. Và cảm ơn chú. Coi không biết nói gì luôn. Nhiên là lúc đó là đang thấy rất kịch tính. Rồi thấy có Bình với con mình cũng lên. May á, là Bình hỏng với anh Minh nằm bên tay phải. Chứ không là Bình đụng gãy xe hết trơn. Nhưng mà là kiểu một phần là do gió về đây á, gió thì đúng rồi, thì anh thì những người nó cốt quá thì nó sẽ tranh phần gió hơn, tranh phần gió bên không có gió hơn. Trận đua này thì trận đua về của tất cả các đội, nhưng đội nào muốn ăn cái trận nước rút hơn thì đội sẽ đưa về. Như An Giang muốn ăn trận nước rút, còn Vĩnh Long thì cũng muốn ăn, hai đội đưa về. Tại theo như mình cập nhật là mọi thứ vẫn đỡ, vẫn ổn. Chưa có vấn đề gì quá nặng nề xảy ra. Mong tất cả anh em đoàn đua an toàn thôi. Máu lửa thì máu lửa, nhưng phải vẫn an toàn. Nhưng mà còn gia đình nữa, chứ không phải chỉ là cuộc chơi, cuộc xe đạp thôi. Nên phải an toàn và trên hết. Một phần là ngày hôm nay mình thấy là đường trời nó quá nóng, mồ hôi đổ ra rất là nhiều, và mọi người đạp thì rất là cực lực á. Thành ra là nhiều khi là nó trơn cái tay cầm. Đúng rồi, tại vì vận động viên nóng á, xịt nước toàn người thì có thể là trơn. Đua khắc nghiệt thật sự. Tới Đà Lạt mới được nghỉ ngơi, mà đua hôm nay là thấy mọi người đã đều hấm hết trơn rồi. 180 cây mà gió ngược. Ngày nào cũng khao khát cái nhất chặng, mà không được cứ nhì ba xuống rồi trời ơi. Nhưng mà mọi người nhắc đến dạo này, nhắc đến Bình rất là nhiều, bởi vì Bình luôn nằm ở trong top. Mình không có coi lại, mình không biết, tại vì không có thời gian để coi. Tại mình bận lắm, xong rồi về phải ăn cơm, nghỉ ngơi, massage, đủ thứ, rồi xe cộ, không có thời gian để coi lại. Nhưng mà mọi người khen là năm nay Bình rất là nỗ lực, vì những trận vừa qua là luôn thấy Bình nằm ở trong top. Thì mỗi năm mình sẽ cố gắng hơn xíu, đến khi nào mình cố gắng không nổi thì thôi. Có chơi thì phải cố gắng, không chơi thì là không chơi. Câu châm ngôn của mình rồi, okay. Chơi là phải cố gắng. Chúc cho mọi thứ suôn sẻ nha. Okay, bye bye.
với lại do lúc đó tay trơn quá đúng không? Mồ hôi nó ra. Mồ hôi ra với lại trên đường đua các nhà động viên cũng có tắm á. Nên đẩy xe thì nó vụt cái ta lái. Không biết nói gì hơn thì cũng cảm ơn đồng đội của mình cũng đã quan tâm và cảm ơn ban huấn luyện và y tế của HTV và đồng đua cũng đã cổ vũ cho Kiệt và cũng Kiệt và Peter cũng không sao, hồi nãy Kiệt cũng hỏi Peter và cũng có xin lỗi Peter về những cái sự cố mà đáng tiếc xảy ra. Thật ra sự cố đó là không ai mong muốn, nhưng mà cũng không có ai là giống như là mình, nó là một cái sự cố mà nó tự nhiên nó bất ngờ nó xảy ra, rồi đâu có ai mong muốn là tay mình bị trơn, rồi đi trời thì nóng, hôm nay là 180 cây nữa đúng không? Đúng rồi. Nên là mọi người liên tục là phải đổ nước lên trên người. Đúng rồi. Về thì nó cũng trơn quá, cũng không cầm chắc được tay lái. Cùng là bây giờ mình đã có chiến thắng trận thứ hai rồi. Trách nhiệm hữu hạn cơ khí Quy Nhơn, chiến thắng này thì cũng cảm ơn đồng đội và cảm ơn những khán giả cũng đã cổ vũ cho Kiệt và đồng đội. Chị phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương. Có một điều rất là khó nói, chưa thể nói trên TV được. Đặc biệt đó chính là sự có mặt của khán giả tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã cổ vũ cho các tay đua của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Ok. Và kính thưa quý vị, may mắn những trận sau nha. Đua diễn ra thành công và tổ chức chúng tôi xin được cảm ơn sự hỗ trợ của quý vị tình đến từ các tổ chức địa phương. Và thay cho lời cảm ơn đó, ban tổ chức cuộc đua đã có phần kỹ thuật lưu niệm trao cho ban tổ chức địa phương. Ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng mời lên sân khấu ông Lâm Hải Giang, rửa thôi, rửa sao được. Tỉnh Bình Định. Trân trọng kính mời ông Tạ Xuân Trân, phải tắm mà gác đâu mà. Văn hóa và thể thao. Lúc này thì mới thấy là người dày cũng có lỗi quá. Ví dụ hợp chú mày nó bảo vệ được phần xương. Đến từ ban tổ chức cuộc đua. Có lại đó đúng không? Lủng lỗ nhưng không tới xương. Thôi chỉ ban điều hành là phó trưởng ban tổ chức. Được hay không là một chuyện. Đúng rồi, nó nằm ở ngay ấy nữa chứ. Lăn qua đây á thì động cái này. Còn quay qua đây á thì động cái này. Đúng cái này. Mời đại diện của ban tổ chức. Bây giờ nằm kiểu nào? Nằm ấp đi. Nằm ấp sao được? Dương này. Thấy không? Nói vậy khỏi ngủ luôn, bây giờ đứng luôn. Đứng ngủ. Cột dây lên ngủ. Cậu giờ nằm nghiêng á, nằm nghiêng thì nó cũng dướng cái này. Quy nghiêng qua đây thì dướng bên này. Thôi cột nó lên đi anh. Cột luôn. Cột anh bảo về cột nó lên. Cột vô cái cây á cho nằm ngủ đứng vậy nè. Nhưng mà đánh đổi vậy thấy có đáng không? Đáng. Vì tình yêu với xe đạp. Vì đam mê, vì cống hiến cho khán giả. Thể thao là vinh quang. Lên để vậy luôn rồi vậy. Nếu mà băng lại thì nó đau lắm, chịu không nổi đâu. Ừ, lên để vậy đi. Để vậy thì nó lộ liễu sexy quá. Người ta có đội An Giang. Anh chưa biết nữa, nãy giờ ban luyện Heavy Tour rồi. Em nghe nói là lúc mà nãy Kiệt có kể cho em nghe á, là lúc mà nằm trên xe á, là hai người có hỏi nhau, Kiệt hỏi Peter là Peter có ổn không, thì Peter kêu là cũng ổn, say sát. Nhưng mà bây giờ là đang chở Peter đi vô chụp anh. Anh chưa biết nữa, nãy giờ chưa thấy bạn vậy. Là anh đang ở đây để đại diện cho đội nhận thưởng hả? Phải làm một nhiệm vụ cao cả đó. Mọi người về hết luôn rồi hả? Về hết rồi. Chắc sang chấn tâm lý. Nắng mà té xuống mệt lắm rồi. Nhắn thêm một lời cuối đến với lại các vận động viên. Xin chúc các vận động viên đi đông về đủ, an toàn, đừng có té ngã nữa, nguy hiểm lắm. Xin chúc mừng cho anh cũng bị rồi nên anh trải nghiệm cảm giác nó cũng sợ mà anh. Sợ, bây giờ gặp té là té từ xa. Cái giai đoạn này cũng là đường khó nữa, nắng nôi nữa ha. Thôi, mọi thứ hy vọng là suôn sẻ. Cảm ơn anh. Nóng quá. Chị, ai có bói? Anh có bói hả? Kêu là công danh sự nghiệp đầy đủ nè. Ghê vậy? Này, xe tay ra có bói. Anh xe thử em coi coi. Anh vậy còn em? Cái này khỏi làm gì trơn á, ngồi không thử. Chúc mừng Imanov Simofa. Là sao lại thấy nó giỏi? Đi lên nhận ảnh hưởng nè. Đâu xong rồi, anh ảnh xong rồi. Ủa vậy hả? Trời, nhất game mà, nhất có cái game mà. Trời, em chưa kịp bắt vào trọng hành khắc của anh nữa. Nhưng mà hôm nay đường dài quá. Thì hôm nay đường dài với gió ngược, gió ngang. Đạp nó hơi mất sức với mệt. Nhưng mà hôm nay cũng may mắn được cái nhất game hay. Đã. Cháu à. Có đâu, con cái à. Hồi nãy em thấy anh đang lên làm việc rất là cực lực. Cho giải thưởng cho 5 vận động viên cũng xuất sắc. Em nhớ là cũng có một trận nào đó, năm nào á, anh cũng làm việc ở cái trận này phải không? Đúng rồi. Mà hình như là vẫn chưa có được cái duyên đó.
mất duyên luôn rồi, mất duyên luôn. Thôi bây giờ để em cắt cái duyên này đi, mình tạo ra một cái duyên mới. Ok. Chứ em thấy là 2 năm rồi đó, cứ đến trận này là anh sẽ làm việc rất cực lực. Không có duyên mà, nó có duyên, mà giờ mất duyên luôn rồi. Nhưng mà thôi, hôm nay có nhận lãnh thưởng với em tin là... Nó chơi xấu anh. Sao? Làm nó kêu nó đạp không nổi, mà nó quất anh quá trời quất. Thấy anh đạp nổi, nó quất anh quá trời, nó kêu nó đổi nè nè, mày không nổi, mà nó quất anh quá trời quất. Ảnh á. Ảnh hả? Không mà tài vậy á. Xin chúc mừng cho bất năm thì nhưng mà vô số tội. Xuất sắc tại trận thi đấu. Tội chưa kể. Tội chưa kể. Xin chúc mừng cho tôi nhìn nó tội lắm. Bye bye nha. Bye bye à. Tội nhiều lắm, chưa kể được hết. Và đến đây thì chương trình Vận động viên nói gì xin phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Và một lần cuối thì như mình rất là mong muốn có thể gửi đến các vận động viên là chúc cho các bạn sẽ có thật là nhiều sức khỏe, có thật là nhiều may mắn. Chúc cho các bạn sẽ mau chóng hồi phục để tiếp tục hoàn thành những chặng đường tiếp theo cùng với cấp truyền hình 2024. Nhớ là hãy đi đâu về đủ mới là điều quan trọng nhất. Và tất cả chúng tôi đều rất là yêu các vận động viên. Cảm ơn các bạn vì đã cố gắng rất nhiều trong những chặng đua này. Và bây giờ thì như mình phải nói lời chào tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại quý vị ở số phát sóng tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Cảm ơn Tố Đông Á đã đồng hành cùng với chương trình. Sản phẩm của Tôn Đông Á bảo hành lên đến 50 năm.